Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 29 tháng Giêng 2022. Chúng ta tiếp tục học tập quyết chí một đời vãng sanh cực lạc quốc. Học đến tập 81. Trong nhà Phật có một câu nhắc nhở chúng ta, đó là lấy khổ làm thầy. Con người khi khổ đến mức cùng cực thì tự nhiên mình sẽ phát huy cái năng lực trỗi dậy từ cái khổ đó. Nên một con người khi mà bệnh đau không còn thuốc trị, lúc đó nghe Phật Pháp lại tiếp nhận. Tại vì không còn biết bấm biếu chỗ nào, nên cuối cùng bấm biếu ngay Phật Pháp. Đây là tia hy vọng, quý vị, hiểu không? Nên người mà người ta bị ung thư thời kỳ cuối, hay người ta đang chán nản, buồn chán cái gì, bế tắc cái gì đến mức cùng cực, mà quý vị đem Phật Pháp giới thiệu cho người ta là tuyệt vời lắm. Trong cái lúc mà người ta đang thất vọng nhất, và chúng ta cho người ta một tia hy vọng, thì giới thiệu Phật Pháp lúc này là tuyệt vời. Hãy nhớ. Nên tất cả một con người mà người ta đương thờ, người ta chưa tiếp nhận Phật Pháp, dù người ta nghe qua, nhưng mình để lại cho người ta một câu, đó là hy vọng khi người ta tuyệt vọng. Phật Pháp đặc biệt là cho người ta hy vọng. Từ nơi đó mới gọi là từ bi chứ quý vị. Lúc người ta đương thờ, lúc người ta đang giàu sang, lúc người ta đang phước báo làm ăn phát đạt, thì lạ thay người ta không tiếp nhận Phật Pháp. Hiếm có những người trong thời điểm đó mà tiếp nhận Phật Pháp. Phần nhiều là không tiếp nhận Phật Pháp. Nhưng đến lúc mà thất thế xa cơ, thăng tàn ma dại, khổ đau, bị bỏ rơi rồi, thì quý vị đưa Phật Pháp lúc này gọi là cho người ta cái tia hy vọng. Nên chúng ta mỗi ngày nghe Phật Pháp thì tia hy vọng tràn trề. Nên cuộc đời chúng ta sống những ngày tháng an vui và tự tại. Nhưng mỗi ngày cho mình một phương hướng sống có ý nghĩa, làm những việc lợi ích trong cuộc đời, đem cái thân giả tạm này để sống có ý nghĩa, làm những việc lợi ích trong cuộc đời, rồi cuối cuộc đời được Phật A Di Đà tiếp dẫn vãng sanh. Nên cuộc đời vô cùng an vui và tự tại, thấy mình vô cùng an tâm. Vì sao? Vì niệm niệm vì người, làm những việc lợi ích cho người, phần nhiều là như vậy. Làm những việc lợi ích cho người mà mình vô cùng là tự tại an nhiên là ngay cái chỗ nào? Tùy duyên. Hết lòng hết dạ, nhưng tùy duyên. Nếu học Phật mà như vậy thì chắc chắn mình sẽ tự tại. Phải nhớ. Năm nay những đứa đưa lên cái lịch mà lễ Bồ Tát Quán Thế Âm 3 ngày, 1500 danh hiệu, rất nhiều Phật tử khắp nơi điện thoại. Họ năm nay đủ người và quyết định năm nay đến để lại 1500 danh hiệu, cầu nguyện cho kiếp nạn nhân sinh quá giải bớt đi. Phát một cái tâm niệm lợi ích cho người. Và lại 1500 danh hiệu để cầu an cho ông bà, cha mẹ, thân bằng quyến thuộc. Khi cái tâm của họ vì tất cả mọi người thì tức khắc, đó là đang cầu an, cầu siêu cho họ. Lợi ích cho họ là cực kỳ lớn. Vì sao? Vì chính họ là người phát tâm. Nhớ. Nên tất cả những người mang nghiệp phá thai hay là tạo nghiệp chướng gì cực ác, đây là cơ hội chúng ta đến để mà thành tâm sám hối, lễ lại 1500 danh hiệu, nương vào cái đại chúng đông người phát âm cùng lại.
Đây là cơ hội hy hữu khó gặp. Xã hội càng kiếp nạn nhiều chừng nào thì chúng ta càng muốn tu nhiều chừng đấy. Chỉ có tu hành, hướng thiện, ăn chay, niệm Phật, phóng sanh thì mới hóa giải được nghiệp chướng. Nên hào Phật tử khắp nơi nơi nên hưởng ứng cái chương trình này, mạnh dạn phát tâm, dám bỏ tiền ra rủ nhiều người đi lại Bồ Tát Quán Thế Âm. Giống như ở Phú Yên có một cái cô đó, mà cô thuê một chiếc xe mấy chục triệu vô đây 5 ngày, sẵn ở xa vô đây lại Bồ Tát Quán Thế Âm nghỉ được một ngày hay gì nữa, tại vì 3 ngày lễ Bồ Tát Quán Thế Âm dự thừa khóa tu 3 ngày liên tục xứng đáng. Ngày 17 thứ bảy buổi trưa ngày 17 chúng ta tổ chức cộng tu luôn, tổ chức cộng tu như ngày chủ nhật luôn, buổi trưa 17 là ngày thứ bảy tháng 2 âm lịch nha quý vị, 17 tháng 2 âm lịch thì cộng tu giống như ngày chủ nhật, xong làm lễ phóng sanh. Chiều 2 giờ những đức chia sẻ Phật pháp xong cúng thí thực. Cho quý vị đến quý vị dự thừa khóa tu xứng đáng luôn, mà khỏe, có đủ tâm lực, nguyện lực để lại Bồ Tát Quán Thế Âm. Chiều chia sẻ một chút xong chúng ta đại lễ năm trong danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm. Đó là thứ bảy ngày 17 tháng 2 âm lịch. Lại năm trong danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm xong thì những người nhà gần gần bị cứ về nhà, gần gần đây cứ về nhà thôi. Sáng chủ nhật là ngày 18 tại tổ đình hộ pháp, là ngày chủ nhật mà cộng tu ngày chủ nhật. Buổi sáng thì mình đến giống như là cộng tu chủ nhật thường mỗi tuần 7 giờ mấy 8 giờ đồ chúng ta có mặt tại tổ đình hộ pháp, 8 giờ rưỡi như đức lên chia sẻ Phật pháp, xong chúng ta lễ Phật thờ ít ít thôi, nửa tiếng thôi, lễ Phật nửa tiếng, xong chúng ta phóng sanh và cúng thí thực. Chiều 2 giờ chủ nhật những đức lên chia sẻ Phật pháp, phóng sanh. Tối chủ nhật là ngày 19, không, tối chủ nhật là ngày 18 nha, ngày 18 bắt đầu chúng ta qua bên Đại Tùng Lâm đảnh lễ năm trong danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm. Anh đó ngay nhà toan, nguyên ngày chủ nhật thì chúng ta tổ chức cộng tu ở bên hộ pháp, bên hộ pháp bên đây. Chiều đó thì chúng ta ăn cơm đồ ổn ổn bên đây rồi xong mình qua bên kia, rồi có những người qua bên kia sớm ăn cơm bên đạo tràng bên kia thì cũng được. Xong chúng ta buổi tối thì 6 giờ bắt đầu chúng ta vô chương trình ngày 18 nha, là chủ nhật đấy, là đảnh lễ 500 danh hiệu ở bên kia. Sáng thứ hai là ngay ngày 19 là tiếp tục buổi 8 giờ mấy những đức nên chia sẻ Phật pháp, giống hệt Yên Giang thứ bảy chủ nhật luôn, là những đức chia sẻ Phật pháp xong lễ Phật thờ ngắn phóng sanh, buổi chiều chia sẻ Phật pháp cũng đi thực, tối lại 6 giờ chúng ta tiếp tục chia sẻ Phật pháp, lại thêm 500 danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm ngày 19 ngay
tổ đình hộ pháp. Thì trong 3 ngày như vậy, quý vị coi, thờ khóa tu vừa khỏe, có cúng đĩa thực, có phóng sanh, cúng đĩa thực, phóng sanh, chia sẻ Phật pháp, lễ Phật, tu hành. Bằng ngày đều là có tu. Trong 3 ngày 17, 18, 19, 3 ngày đều có tu bằng ngày. Chiều 6 giờ chia sẻ Phật pháp xong rồi, mỗi buổi chiều lễ 500 danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm. Trong 3 ngày đó chúng ta lại được 1.500 danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm. Nên cái chuyến đi này của quý vị, những đức nói quá xứng đáng, quá xứng đáng luôn. Cái lịch kính luôn, mà quý vị khỏe re, tu xong sức lực tràn trề. Vì sao? Vì khi chia sẻ Phật pháp nó nạp năng lượng với quý vị đó. Phát một cái tâm cực kỳ mạnh. Và khi cái tâm đó mà phát mạnh lên rồi thì tâm lực mạnh thì sức khỏe mạnh. Lực lượng của người đông người như vậy mà phát một cái tâm lượng cực kỳ mạnh thì lợi ích này lớn cỡ nào quý vị biết không? Quá lớn. Anh nhớ. Nên mỗi một người chúng ta được tu hành đây là đại phước báo, đại nhân duyên. Có cái thân người này nay khỏe mai bệnh, mai bệnh mốt chết không chừng. Bây giờ chúng ta dùng cái thân này để tu nhân tích đức, dùng cái thân này để tu hành kết duyên với tất cả chúng sanh, cùng niệm Phật niệm Bồ Tát để cầu sanh cực lạc. Những đức biết nắm bắt cơ hội mà tu được lắm quý vị. Ở thế gian này quý vị phải nhớ rằng có những lúc mà mình làm được việc phước đức mà không làm, chần chờ có khi nó vượt qua rồi sao này cũng làm được. Nhưng đức thấy cái thời điểm này là thời điểm thuận tiện vô cùng. Nào là những đức hướng dẫn tu, nhận người trong chùa tu, việc gì cũng vô cùng thuận tiện. Nhưng ở thế gian này nó phải thuận tiện hoài đó quý vị ơi. Có những lúc rồi quý vị muốn làm được. Nên lúc mà làm được thì chân thật phát tâm hết lòng hết dạ mà làm. Khi làm không được nữa nghỉ, vô cùng tự tại. Bởi vì học Phật cái tự tại là ngay chỗ này. Khi làm được chân thật làm, khi làm không được nghỉ. Còn duyên còn phước, chúng sanh có duyên có phước hưởng thì chân thật mình làm cho họ hưởng. Khi bây giờ chúng ta không còn hưởng được nữa, mình cũng không còn duyên còn phước để làm, vì thì tùy duyên thì vô cùng tự tại. Nhớ nghe, hàng Phật tử khắp nơi nơi nghe gì rồi cái tâm suy nghĩ đi. Chúng ta cơ hội tu phước tu duyên không chịu chăng thật làm, mai mốt khi không làm được nữa thua. Nên bao nhiêu người giàu sang phú quý mà họ không biết tu nhân tích đức thì uổng một đời cho họ. Dù là giàu sang của cải lớn cỡ nào nhưng mà tu nhân tích đức không đúng nơi đúng chỗ, như vậy thì cái tạo ra của họ cũng vô cùng là ít ỏi, chứ cùng với tỏi. Có một cô này, cổ bên Canada, chùa của mình xây dựng, cô phát tâm cúng dường gạch, xây bao nhiêu cúng dường gạch bao nhiêu. Cô về đây cô nói với đức một câu rằng, con lớn tuổi một chút nữa thôi, thì bây giờ mỗi ngày con ở nhà con vẫn tu. Nếu thọ mạng con đến lúc nào con sanh về cực lạc lúc nãy. Nhưng nếu như con còn thọ mạng, còn nhân duyên thì nhất định sau này con sẽ về đây để con cùng tu hành với đạo tràng. Nên cho con kết duyên gạch, lót cái nền. Khi ở đây xây dựng một cái nhà ăn và 6 dãy nhà, từ phòng hộ niệm, sửa sang chánh điện cũ, rồi mấy gì dãy nhà xung quanh, phòng học, lớp đệ tử quy này kia đâu, cũng dường gạch hết luôn. Và mấy dãy nhà này xây là ở dưới lót nền gạch, rồi lót gạch theo tường xung quanh quý vị, phải 1 mét mấy cho sạch sẽ. Nhà ăn bữa nay cũng lên trụ hết, sắp sửa gác đà để mà đổ tắm, bắt đầu xây ở trên. Nên cái cơ hội mà tu phước tu duyên đúng nơi đúng chỗ mà vô cùng đặc biệt,
Mà cái cơ hội tu phước tu duyên ngay chỗ có người tu hành đông đúc. Có khi người ta xây một ngôi chùa mà ngôi chùa lạnh lẽo, khi xây xong rồi rặn tanh như chùa Bà Đanh. Bây giờ không rủ ai về chùa tu được hết, ngôi chùa mỗi ngày có vài người lau dọn, cứ lau dọn mai tu chứ. Thì bây giờ quý vị có xây lên ngôi chùa như vậy, quý vị cúng dường xây ngôi chùa vậy đi chăng nữa, thì cái phước báo nó lớn từ đâu? Cái phước báo là nó lớn từ ngay con người, có người tu hành. Mà bây giờ mình tạo tự ra mà có người tu hành thì là phước báo. Còn giờ tạo ra cơ ngơ mà giờ không ai tu chứ, phước báo tạo từ đâu? Trong kinh giáo Phật nói là phước báo tạo từ ngay con người, mà không có con người tu hành chứ quý vị tạo ra để làm gì? Không lẽ bây giờ quý vị cắt một ngôi chùa thiệt là to, mỗi ngày chúng ta quét dọn cái ngôi chùa, không có ai làm phải thuê người quét dọn chùa, cứ quét dọn chùa không được lợi ích gì cả, không ai tu hành chứ sao lợi ích? Còn giờ một ngôi chùa mà nhiều người tu hành, bao nhiêu bà già được nương tựa, bao nhiêu mảnh đời tuổi già nương tựa, vì vô chùa anh vì thấy rõ ràng, quý vị coi bây giờ những đức nói người già càng về chùa mình đông, 80 mấy 90 tuổi 70 mấy tuổi về quá đông, người trẻ người già ao về chùa mình, đúng là cái điểm bình an để người ta nương tựa. Mà cái nơi như vậy mà có thể mình cùng chung tay với nhau để xây dựng cái nơi cơ ngơ này cho người ta tu, thì quý vị thấy đúng là đúng chỗ không? Đây là những đức làm, những đức nêu rõ ràng để cho quý vị nhìn nhận, chứ những đức đâu có kêu nghe ai đâu. Làm một việc thiện rủ nhiều người làm, giống như giờ những đức chuẩn bị lại Bồ Tát Quán Thế Âm rủ quý vị đi đây lại, còn làm cái việc này rủ quý vị cùng làm. Làm việc thiện rủ nhiều người cùng làm, đại công đại đức. Quý vị rủ nhiều người cùng làm, đại công đại đức. Mình không có cá nhân riêng gì cái của mình, đều là niệm niệm vì người, tuyệt vời quá. Niệm niệm vì người mà. Nên người giàu sang có tiền bạc, biết tích công lý đức, làm đúng nơi đúng chỗ, tuyệt vời. Còn không biết làm thì đúng là đáng thương. Sanh không mang đến, chết không mang đi, lúc sanh đến trần trụi, ra đi thì cầm cái gì theo? Phần nhiều cầm một đống nghiệp đi theo. Đến thế gian này không cầm phước đi theo, mà đi cầm một đống nghiệp đi theo, vì thấy đáng thương không? Oan ức không? Cầm nghiệp đi theo, gặp vua Diêm Vương đi tính sổ, oan ức quá. Nên chúng ta là người nghe đạo, khi cuối cuộc đời chúng ta là đi theo Phật A Di Đà, bèo gì cũng cầm một đống phước báo đi, nhưng mục tiêu là theo Phật A Di Đà. Phải tin như vậy, tin con niệm Phật, Phật tiếp dẫn. Một câu Phật hiệu này, A là Vô Di Đà là lượng, Phật là giác, giác ngộ rồi thì tất cả những việc thiện trong cuộc đời này chân thật mà làm. Như những đức rủ quý vị đảnh lễ 1500 danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm, chính bản thân những đức phải tích cực chỗ này mới làm nổi. Suốt 3 ngày chia sẻ Phật pháp cùng tu với quý vị, để quý vị về chùa xứng đáng cái chuyến đi, xứng đáng đồng tiền thuê xe, xứng đáng luôn. Rồi đặt tượng Bồ Tát Quán Thế Âm chuẩn bị để tặng cho hàng Phật tử khắp nơi đi về đây, để lại 500 danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm, 3 ngày 1500 danh hiệu. Nó niệm niệm gì người chứ bao giờ nghĩ rằng bây giờ về đây người ta cho tiền riêng cho mình để mình ăn sung mặc sướng gì đâu. Điều là cái việc làm lợi ích cho người, mình là người tu phải niệm niệm vì người, làm lợi ích cho người, thù thắng quá. Phải có tâm đó hàng Phật tử ơi, phải sống như ngày tháng có ý nghĩa, tu nhân tích đức, tạo phước thiện. Người xưa nói ông bà cha mẹ có đức thì con cháu mặc sức mà ăn. Tại sao nhiều đứa con phá gia chi tử? Vì quý vị bo tiền của không biết tu nhân tích đức. Đã là không tu nhân tích đức, keo kiệt, tạo nhiều nghiệp chướng, gom góp tiền bạc đem về, sát sanh hại vật, gom góp tiền bạc đem về, thì cơ thể gia đình bệnh hoạn, chết yểu, tai nạn, việc này việc kia, con phá gia chi tử vô nhà, mình không dám xài mà nó phá sản. Còn nếu như bây giờ quý vị biết tu nhân tích đức, đồng tiền này đã tu phước duyên rồi, đứa con đến phá sản lấy cái gì phá? Đứa con đến đòi nợ lấy gì đòi? Chúng ta nói với con nợ này giờ tu nhân tích đức hết trơn rồi, đòi gì nữa giờ? Thì tức khắc nghiệp chướng này quá giải, đứa con đến đòi nợ mình nhưng cuối cùng đến trả ơn mình. Vì sao? Vì nhờ tu nhân tích đức mà nó đến trả ơn mình. Còn tại sao bao nhiêu gia đình giàu mà gia đình lại tan nát, con cái hư hỏng, đủ chuyện xảy ra? Tại vì họ giàu mà họ không biết tu nhân tích đức.
Phải chi họ tu nhân tích đức thì gia đạo họ thịnh vượng liền, từng đời càng giàu thịnh vượng. Còn họ không biết tu nhân tích đức nên gia đình của họ giàu chưa được bao lâu thì họ chết yểu, giàu chưa được bao lâu thì chết yểu. Nên mỗi một người chúng ta biết tu nhân tích đức, đó là bậc trí. Chân thật biết tu nhân tích đức thì nghiệp chướng gì cũng quá giải. Nhất là gặp được pháp môn niệm Phật này, chân thật niệm Phật, rồi biết tu nhân tích đức, làm những việc phước thiện. Quý vị phải nhớ làm việc phước thiện cũng không phải là tự nhiên có cơ hội gặp được cái việc phước thiện chân chính cho mình làm đó quý vị. Ở đây là những đức nói, những đức chân thật làm, hòa thượng xây chùa như đức nuôi con người, hai bên này nó kết hợp vô cùng nhịp nhàng. Nếu như hòa thượng chỉ có xây chùa mà không nuôi con người gì thì xây chùa làm gì? Xây chùa làm gì? Biết rằng là có tâm nuôi con người nhưng mà giờ không có duyên nuôi con người, vậy thì xây chùa không, chỉ có ngôi chùa không thôi. Vậy thì mỗi ngày cứ lau dọn ngôi chùa rồi đóng cửa vậy hả? Bây giờ hòa thượng có duyên xây chùa, những đứa có duyên nuôi chúng, hai bên kết hợp. Quý vị là người có duyên tu phước tu duyên, tạo phước duyên từ hai con người xây chùa và nuôi chúng này để mình tạo phước duyên. Nên chúng ta nói rằng muốn tu phước tu duyên phải gặp cơ hội. Có khi tu phước tu duyên mà gặp duyên không đồng nữa chứ. Có khi họ có tiền muốn tu phước tu duyên mà không biết tu đâu, hoặc là tu ngay cái chỗ giống như đem một cái hạt giống mà trồng vào cái mảnh đất khô cằn. Có những người ta cũng phát tâm lớn lắm quý vị, mà trồng ngay cái mảnh đất khô cằn. Giống như cái cô này giờ cũng phát tâm cúng gạch cho chùa xây dựng ngay ngôi chùa tu, thì cô đem cái hạt giống của trồng ngay cái mảnh đất mà phù sa. Giống như bây giờ những đức tặng tượng Phật cho hàng Phật tử về chùa là người ta đem về người ta thờ, người ta tu liền, lợi ích thù thắng. Còn nhiều ngôi chùa quý vị coi, dù có tặng tượng Phật người ta cũng không nhận nữa. Từ nơi đó, cái nơi mà có người hướng dẫn cho người ta tu thì từ nơi đó mà người ta mới tiếp nhận. Cái nơi như vậy thì có người đến lợi ích cực kỳ lớn. Người tạo nghiệp ác cỡ nào đi đến nghe pháp mấy ngày, tự nhiên cái tâm tư cũng chuyển hóa. Phật pháp nó quá giải, cái tâm nặng nề Phật pháp nó quá giải cái tâm ác của chúng ta. Nên Phật pháp cứu cuộc đời mình, nên Phật pháp là báu vật quý vị. Khổ đau cỡ nào cũng nhờ Phật pháp giúp cho chúng ta quá giải cái khổ. Hay gặp pháp môn tịnh độ này là đại pháp một đời mà Đức Phật chú trọng. Chân thật gầy dựng tín nguyện, tin con niệm Phật, Phật tiếp dẫn. Nhớ, bất cứ gặp kiếp nạn gì cũng niệm A Di Đà Phật. Thuận duyên cũng niệm A Di Đà Phật, mà nghịch cảnh cũng niệm A Di Đà Phật. Khỏe mạnh cũng niệm A Di Đà Phật, mà bệnh đau cũng niệm A Di Đà Phật. Lúc nào cũng niệm A Di Đà Phật. Nếu như thọ mạng con hết, con tin Phật A Di Đà đến tiếp dẫn. Tuyệt vời quá. Còn lúc sống bình thường thì tu nhân tích đức, làm những việc phước thiện. Đã làm việc phước thiện thì yên tâm đi, chân thật mà làm đi. Dù là chúng ta gặp sự cố gì mà làm được phước thiện cũng mừng. Được rồi, đã làm rồi, không có đặt vấn đề nặng nề là tôi làm tôi phải giàu sang gì trong cuộc đời này. Cứ tự tại mà làm, giàu sang cũng tiếp tục mà làm nữa. Còn hết tiền nghỉ làm. Vậy thôi. Như Đức nói với vị nghe, ở trong ngôi Tam Bảo, như Đức càng làm càng nhiều, càng làm càng nhiều. Phật dạy rõ ràng càng bố thí càng nhiều, nhưng không cầu nhiều luôn, cứ tự tại mà làm. Không có nơi thối, không cầu chỗ có nhiều gì hay là ít gì kệ, mặc kệ. Chúng ta chỉ cần chân thật phát tâm như vậy thì vô cùng tự tại. Nguyện Tam Bảo gia hộ cho hàng Phật tử khắp nơi nơi, mỗi ngày chúng ta chia sẻ tịnh độ, quý vị tiếp nhận được pháp môn tịnh độ, cố gắng tu hành để đời này chúng ta hẹn gặp ở thế giới cực lạc quý vị. Chúc quý vị an lạc ngay với Đạo Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.